Thi Thiên 97. Đức Giê-hô-va cai trị. Hỡi trái đất, hãy mừng rỡ. Hỡi muôn vàng hải đảo, hãy vui vẻ. Mây và bóng tối dày đặc vây quanh Ngài. Sự công chính và công lý làm nền móng cho ngôi Ngài. Lửa bay ra trước mặt Ngài và thiêu đốt hết kẻ thù chung quanh. Tia chớp của Ngài soi sáng thế gian. Trái đất nhìn thấy và rung động. Các núi tan chảy như sáp trước mặt Đức Giê-hô-va, trước mặt Chúa của cả địa cầu. Các tầng trời rao truyền sự công chính Ngài, muôn dân chiêm ngưỡng vinh quang Ngài. Nguyện tất cả kẻ thờ hình tượng và những kẻ khoe khoang về hình tượng đều bị hổ thẹn. Hỡi các thần, hãy thờ lại Đức Giê-hô-va. Lạy Đức Giê-hô-va, Si-ôn nghe và hoan hỷ. Các con gái Giu-đa đều nức lòng mừng rỡ vì sự phán xét của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va ôi, Ngài là đấng chí cao trên cả trái đất. Ngài được tôn cao vượt trên tất cả các thần. Hỡi những người yêu mến Đức Giê-hô-va, hãy ghét điều ác. Ngài bảo vệ linh hồn các thánh của Ngài và giải cứu họ khỏi tay kẻ ác. Ánh sáng chiếu rọi người công chính và niềm vui tràn ngập trong lòng người ngay thẳng. Hỡi người công chính, hãy vui mừng nơi Đức Giê-hô-va và cảm tạ danh thánh của Ngài. Luca chương 18. Đức Chúa Giê-xu kể cho môn đồ một ẩn dụ để cho họ thấy cần phải cầu nguyện luôn, chớ hề nản lòng. Ngài phán, trong thành kia có một quan tòa không kính sợ Đức Chúa Trời, cũng không vì nể ai cả. Một bà quá trong thành đó cứ đến thưa với quan tòa, xin hãy xét xử cách công bình cho tôi để chống lại kẻ thù tôi. Quan tòa từ chối một thời gian, nhưng sau đó ông tự nhủ, dù ta không sợ trời cũng chẳng nể người. Nhưng vì bà quá này quấy rầy ta, nên ta sẽ xét xử công minh cho bà, kẻo bà ta lại tiếp tục tới lui làm ta bực mình. Chúa phán, các con có nghe lời quan tòa bất chính đó nó không? Vậy lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét xử công minh cho những người được chọn của Ngài, là kẻ ngày đêm kêu xin Ngài mà lại trì hoãn cứu giúp họ sao? Ta bảo các con, Ngài sẽ mau chóng xét xử công minh cho họ. Tuy nhiên, khi con người đến, liệu Ngài còn thấy đức tin trên mặt đất chăng? Đức Chúa Giê-xu lại kể ẩn dụ này cho một số người tự cho mình là công chính mà khinh bỉ những người khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thu thuế. Người Pha-ri-si đứng dậy và cầu nguyện về mình như thế này: Lạy Đức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài vì con không phải như những người khác tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế này. Con kiêng ăn mỗi tuần hai lần và nạp một phần mười về mọi lợi tức của con. Còn người thu thuế đứng xa xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, chỉ đấm ngực thưa: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót con vì con là một tội nhân. Ta bảo các con, người này trở về nhà mình được xưng công chính chứ không phải người kia, vì ai tự tôn cao sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ xuống sẽ được tôn cao. Người ta cũng đem các con trẻ đến với Đức Chúa Giê-xu để Ngài chạm đến chúng. Thế vậy, các môn đồ trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giê-xu gọi họ lại mà phán rằng, hãy để các con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cản chúng, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Thật, ta phán với các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ chẳng vào đó được. Có một viên quan hỏi Đức Chúa Giê-xu, thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời? Ngài đáp, tại sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành cả, trừ một mình Đức Chúa Trời. Hẳn ngươi biết các điều răn này: chớ phạm tội ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ông ấy thưa, tôi đã giữ các điều ấy từ thời niên thiếu. Khi Đức Chúa Giê-xu nghe điều ấy thì Ngài phán, ngươi còn thiếu một điều, hãy bán tất cả những gì ngươi có và phân phát cho người nghèo, thì ngươi sẽ có kho báu ở trên trời, rồi hãy đến theo ta. Nhưng khi nghe những điều này,
ông ta trở nên buồn rầu vì ông rất giàu có. Đức Chúa Giêsu nhìn ông và phán: người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời thật khó biết bao, vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào vương quốc Đức Chúa Trời. Những người nghe điều đó nói rằng: vậy thì ai có thể được cứu? Ngài đáp: điều loài người không làm được thì Đức Chúa Trời làm được. Phi-e-rơ thưa: này, chúng con đã bỏ những gì mình có mà theo thầy. Ngài đáp: thật, ta bảo các con, không ai từ bỏ nhà cửa, cha mẹ, anh em, vợ con vì vương quốc Đức Chúa Trời mà lại không được nhận gấp bội phần trong đời này và được sự sống đời đời trong đời sau. Đức Chúa Giêsu đem 12 sứ đồ riêng ra và phán với họ: này, chúng ta đi lên thành Jerusalem. Mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về con người sẽ được ứng nghiệm, vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Nhưng các môn đồ không hiểu gì cả, vì những lời đó còn bị giấu kín đối với họ, và họ không biết Chúa muốn nói gì. Khi Đức Chúa Giêsu đến gần thành Jericho, có một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Nghe đoàn dân đi qua, anh hỏi thăm có chuyện gì. Người ta cho anh biết Đức Chúa Giêsu người Nazareth đang đi qua. Người mù liền kêu: lạy Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Những người đi trước rầy anh, bảo im đi, nhưng anh càng kêu lớn hơn: lạy con vua David, xin thương xót con. Đức Chúa Giêsu dừng lại, truyền đem người mù đến. Khi anh lại gần, Ngài hỏi: con muốn ta làm gì cho con? Anh thưa: lạy Chúa, xin cho con được sáng mắt lại. Đức Chúa Giêsu phán: hãy sáng mắt lại, đức tin của con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt, đi theo Ngài và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tất cả dân chúng thấy việc ấy đều ca ngợi Đức Chúa Trời. Hai các vua, chương 24. Trong đời Jehoiakim trị vì, vua Babylon là Nebuchadnezzar tiến đánh nước Juda. Jehoiakim thuần phục vua này trong 3 năm, rồi lại đổi ý và nổi lên chống vua Babylon. Đức Giê-hô-va khiến quân Canđê, Aram, Moab và quân của người Ammon đến đánh phá và hủy diệt Juda, theo như lời Đức Giê-hô-va đã dùng các nhà tiên tri là đầy tớ Ngài phán trước. Tai họa này hẳn phải xảy đến cho Juda do lệnh của Đức Giê-hô-va, để đuổi nước Juda khỏi mặt Ngài vì các tội Manasseh đã phạm, vì mọi điều vua đã làm, và cũng vì máu vô tội mà vua này đã làm đổ ra, khiến cho Jerusalem ngập tràn máu vô tội, đến nỗi Đức Giê-hô-va không còn tha thứ được nữa. Chẳng phải các việc khác của Jehoiakim mà mọi việc vua làm đều được chép trong sách lịch sử các vua Juda sao? Jehoiakim an giấc cùng các tổ phụ mình, con vua là Jehoiakim lên kế vị. Vua Ai Cập không còn ra khỏi xứ mình nữa, vì vua Babylon đã chiếm lấy tất cả lãnh thổ thuộc về vua Ai Cập, từ suối Ai Cập cho đến sông Euphrates. Jehoiakim lên làm vua khi được 18 tuổi và cai trị 3 tháng tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Nehuta, con gái của Anathan ở Jerusalem. Jehoiakim làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như tất cả những gì vua cha đã làm. Trong lúc đó, quân của Nebuchadnezzar, vua Babylon, đi lên bao vây thành Jerusalem. Nebuchadnezzar, vua Babylon, đích thân đến đánh thành trong lúc quân lính của vua bao vây thành. Jehoiakim, vua Juda, cùng với mẹ mình, các thuộc hạ, các quan tướng và các hoàng quan ra đầu hàng vua Babylon. Jehoiakim bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Đúng như lời Đức Giê-hô-va đã phán, vua Babylon lấy tất cả những bảo vật của đền thờ Đức Giê-hô-va và những bảo vật của cung vua, đập bể các vật dụng bằng vàng mà Salomon, vua Israel đã làm cho đền thờ Đức Giê-hô-va. Vua bắt những người ở Jerusalem đi đày, gồm tất cả những quan tướng và các chiến sĩ dũng cảm, tổng cộng là 10.000 người.
Vua cũng bắt tất cả thợ mộc và thợ rèn, không chừa một ai, ngoại trừ những người nghèo khổ nhất trong xứ. Vua đài Jehoiakim sang Babylon cùng với thái hậu, hoàng hậu, các hoàng quan, những người quyền thế trong xứ, luôn với 7.000 chiến sĩ, tất cả đều là người mạnh dạn và có khả năng chiến đấu, và 1.000 thợ mộc, thợ rèn. Đó là những người mà vua Babylon bắt và lưu đày sang Babylon. Vua Babylon lập Mathanea, cậu của Jehoiakim, làm vua thay thế và đổi tên là Sedekia. Sedekia lên làm vua khi được 21 tuổi và cai trị 11 năm tại Jerusalem. Mẹ vua tên là Hamuta, con gái của Jeremy ở Libna. Vua làm điều ác dưới mắt Đức Giê-hô-va, giống như tất cả những gì Jehoiakim đã làm. Chính vì vậy mà cơn thịnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi lên, khiến những điều này xảy đến cho Jerusalem và Juda, cho đến khi Ngài đuổi họ khỏi mặt Ngài. Sau đó, Sê-đê-kia nổi lên chống lại vua Babylon. Hai các vua, chương 25. Năm thứ 10 đời trị vì của vua Sê-đê-kia, ngày mùng 10 tháng 10, Nebuchadnezzar, vua Babylon, cùng toàn quân đến hạm đánh Jerusalem. Vua đóng trại trước thành và đắp chiến lũy chung quanh thành. Thành bị bao vây kéo dài đến năm thứ 11, đời trị vì của vua Sê-đê-kia. Vào ngày mùng 9 tháng ấy, nạn đói trong thành trở nên trầm trọng đến nỗi dân chúng không có bánh ăn. Bây giờ, tường thành bị chọc thủng. Trong đêm, tất cả quân lính đều trốn thoát ra cửa nằm giữa hai vách thành, gần vườn của vua. Trong khi quân canh đê đang bao vây thành, thì vua Juda chạy trốn theo hướng Araba. Đạo quân canh đê đuổi theo và bắt kịp vua trong đồng bằng Jericho. Tất cả binh lính của vua đều bỏ vua chạy tán loạn. Quân canh đê bắt vua, dẫn đến vua Babylon ở Ribla. Tại đó, chúng kết tội Sê-đê-kia. Chúng giết các con trai Sê-đê-kia trước mắt người. Rồi chúng móc mắt Sê-đê-kia, xiềng người bằng xích đồng và dẫn đến Babylon. Ngày mùng 7 tháng 5, năm thứ 19 đời trị vì của Nebuchadnezzar, vua Babylon, quan chỉ huy vệ binh Nebuzaradan, thuộc hạ của vua Babylon, đến Jerusalem. Ông thiêu hủy đền thờ Đức Giê-hô-va, cung vua và tất cả nhà cửa trong thành Jerusalem, đốt luôn nhà của những người quyền quý. Rồi đạo quân canh đê vâng lệnh quan chỉ huy vệ binh phá đổ vách thành chung quanh Jerusalem. Quan chỉ huy vệ binh Nebuzaradan bắt dân cư còn sót lại trong thành, cùng với những kẻ đào ngũ đã theo vua Babylon trước kia và đám dân còn lại khác mà dẫn đi lưu đày. Quan chỉ huy vệ binh chỉ chừa lại trong xứ những người nghèo khổ nhất để trồng nho và làm ruộng. Quân canh lê đập bể những trụ đồng, đế bằng đồng và cái bể nước bằng đồng trong đền thờ Đức Giê-hô-va, rồi đem đồng ấy về Babylon. Chúng cũng đem đi những nồi đồng, vá, dao, chén và tất cả những vật dụng bằng đồng dùng vào việc thờ phượng. Quan chỉ huy vệ binh ấy cũng đem đi những lư hương, chậu và các vật bằng vàng, bằng bạc. Còn hai cái trụ, cái bể nước bằng đồng và các đế bằng đồng mà Salomon đã làm cho đền thờ Đức Giê-hô-va thì người ta không thể cân được số lượng đồng của các vật ấy vì quá nhiều. Mỗi cây trụ cao 9 mét, trên trụ có đầu trụ bằng đồng cao 1 mét rưỡi. Có lưới và trái lựu cũng bằng đồng bao quanh. Cây thứ nhì trang trí bằng lưới giống như cây trước. Quan chỉ huy vệ binh bắt thầy tế lệ thượng phẩm Seraya, thầy phó tế Sophoni và ba người canh giữ cửa đền thờ, cũng bắt trong thành một hoạn quan chỉ huy các chiến sĩ, năm người trong các cận thần của vua, thư ký của tướng chỉ huy quân đội lo việc tuyển quân trong xứ, cùng với 60 người của xứ cũng ở trong thành. Quan chỉ huy vệ binh Nebuzaradan bắt dẫn tất cả những người ấy đến vua Babylon tại Ribla. Vua Babylon cho giết họ tại Ribla trong xứ Hamat. Như vậy, dân Juda bị bắt đày ra khỏi xứ mình.
Còn về dân cư mà Nebuchadnezzar đã để lại trong xứ Juda, thì vua Babylon đặt Gedalia con trai Ahikam, cháu Aphan làm tổng đốc. Khi các quan tướng là Ismael con trai Nethania, Johanan con trai Kareat, Seraya con trai Tanhumet ở Netopha, Jaasania con trai của Makathit và những quân lính của họ, hay rằng vua Babylon đã đặt Gedalia làm tổng đốc, thì họ đến gặp ông tại Mitba. Gedalia thề với họ và quân lính của họ rằng: đừng sợ các quan chức người canh đê, hãy ở trong xứ, thuần phục vua Babylon thì anh em sẽ được bình an. Nhưng vào tháng thứ bảy, Ismael con trai Nethania, cháu Elishama thuộc dòng dõi vua, đem theo 10 người đến Mitba đánh giết Gedalia cùng với người Juda và người canh đê ở với ông. Toàn dân từ nhỏ đến lớn và những quan tướng đều lên đường đến Ai Cập vì sợ người canh đê báo thù. Vào ngày 27 tháng 12 năm thứ 37 kể từ ngày Jehoiakim vua Juda bị bắt giam, tức là năm đầu trị vì của Evin-Merodach vua Babylon, thì vua này ân xá cho Jehoiakim vua Juda và đưa ra khỏi ngục. Vua Babylon nói với Jehoiakim cách hòa nhã và đặt ngai người cao hơn ngai các vua đang bị giam tại Babylon với vua. Vua Babylon cho thay áo tù của Jehoiakim và cho người ăn đồng bàn với mình trọn đời người. Mỗi ngày, Jehoiakim được vua Babylon cấp dưỡng cho đến khi qua đời.